Bà Phương Hằng ra kèo với Vi Oanh, ai nói dối kẻ đó đi tù, tiết lộ thêm số nghệ sĩ đã kiện bà. Sau khi bị ca sĩ Vi Oanh bóng gió, mình cũng qua lại 20 người đàn ông nên có chắc bé Hằng Hữu là con ông Dũng lò vôi hay không. Trong buổi livestream vào tối ngày 11 tháng 11, bà Phương Hằng liền chốt lại, giờ bà và Vi Oanh cùng đi xét nghiệm ADN, ai nói sai người đó đi tù. Bước đi sai lầm của Vi Oanh khi bà Phương Hằng nói cô đẻ thuê vì cùng lúc qua lại 3 người đàn ông. Cũng là do bà nắm được phần chắc, chính cô đã lên công an làm việc và bị đuổi về vì rõ ràng không thể chứng minh được lời của bà Hằng nói là sai, vậy mà lại chơi ngu, mỉa mai ngược lại bà Phương Hằng, trong khi bé Hằng Hữu quá rõ ràng là y khuôn đúc của cha, vợ chồng người ta sinh con trong thời gian là vợ chồng. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng nói rõ thêm vài điều về Vi Oanh. Trong khi cô luôn khoe ông xã là doanh nhân, giàu có, là đại gia ngàn tỷ, thì thực tế anh Lê Thiện chỉ là một người bán hải sản bình thường. Và cũng trong buổi livestream tối ngày hôm qua, bà đã thay mặt một chủ nợ của Vi Oanh thông báo cô đã đến ngày trả nợ, đừng trốn nữa. Vi Oanh mua nợ một nhẫn kim cương trị giá là 30.000 đô bên Mỹ, rồi giờ trốn về Việt Nam không chịu trả. Hôm nay bà chủ tiệm phải nhờ bà Phương Hằng vạch mặt đòi tiền. Và thêm một thông tin khá bất ngờ, đó là số người gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng. Trước đây chúng ta đã nghe các nghệ sĩ thay nhau lên tiếng sẽ nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng, thậm chí là có người còn bóng gió có tận 50 lá đơn từ nghệ sĩ. Phía công an cũng từng có một lần thông báo có 6 lá đơn tố cáo bà Phương Hằng. Vậy mà chốt lại, không biết có rút đơn hay không, cho đến tận bây giờ bà mới chỉ được mời lên xử lý với 3 đơn của Vi Oanh, của Đàm Vĩnh Hưng và của Hoài Linh. Với Vi Oanh thì bị đuổi về vì không trình giấy khai sinh của con ra để chứng minh cha em bé là ai. Đàm Vĩnh Hưng thì phải chứng minh được tài khoản minh bạch không ăn chặn, công an đang giải quyết. Với Hoài Linh, như bà Phương Hằng đã nói, công an viên còn mắc cười khi nghe nam nghệ sĩ bảo không có ý định ăn chặn. Một lần nữa, bà lên tiếng một số vấn đề chúng ta cần lên án và đề phòng. Thần y lừa đảo Võ Hoàng Yên, đồng bóng tâm linh, bán thuốc gia truyền, thuốc giả, kêu gọi từ thiện để ăn chặn, đầu tư, mua bán đồng ảo, đồng coi. Chưa biết pháp luật sẽ xử lý được bao nhiêu việc đang gây nhức nhối, nhưng công trạng lớn nhất đến bây giờ của bà Phương Hằng là cảnh tỉnh chúng ta, vạch trần những góc khuất trong xã hội. Dù không phải tất cả, nhưng ít nhất là hàng triệu người đã được khai sáng tầm nhìn, khôn ngoan hơn với những chiêu trò lừa đảo tràn ngập hiện nay. Bà Phương Hằng lên lịch đến gặp vài nhân vật tố cáo mình, đối phương đồng loạt lên tiếng. Mới đây trên trang trợ lý, bà Phương Hằng đã đăng tải một thông báo với nội dung như sau. Quý vị thân mến, tôi đã liên lạc tới báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải Phóng, lịch gặp Đức Hiển và Hằng Ni vào thứ ba ngày 16 tháng 11 2021, cụ thể như sau: lúc 10 giờ gặp Đức Hiển, lúc 14 giờ gặp Hằng Ni, sau đó thứ tư tôi sẽ đi gặp Vi Oanh và Việt Hà. Thứ năm, tôi sẽ đi thăm Bích Liên và Ngô Trang. Quý vị yên tâm, tôi sẽ báo đầy đủ cho công an khu vực ở tất cả những nơi tôi đến nhé quý vị, Nguyễn Phương Hằng. Ngay sau đó, nhà báo Hằng Ni đã lên tiếng đáp trả, chị Hằng đăng ký gặp để năn nỉ ư. Nghe nói chị Hằng đăng ký gặp mình, anh Hiển, Vi Oanh, Việt Hà. Đây là những người đang tố cáo chị, tôi nghĩ không ai cho chị gặp đâu. Vì chúng tôi đang tố giác tội phạm đối với chị theo quy trình tố tụng, nếu gặp là có vấn đề á. Điểm lại, lúc đầu chị chửi tôi, nói tôi tống tiền doanh nghiệp. Nếu giờ chị gặp với tư cách là doanh nghiệp thì không lẽ chị muốn hợp tác với cái xấu, còn gặp với tư cách cá nhân thì chị nhiều lần tuyên bố đánh chúng tôi, gặp đâu đánh đó. Rồi gần đây chị lại muốn thăm chúng tôi, nhưng không phải bạn bè thì thăm hỏi cái gì. Vậy giờ chị đăng ký gặp chúng tôi vì cớ gì? Không lẽ chị muốn gặp người tố cáo để năn nỉ chúng tôi rút đơn, rồi lại khóc lóc nữa, mệt lắm. Nói luôn, chị muốn gặp thì cứ đăng ký, tiếp hay không, khi nào, lịch là do chúng tôi quyết định. Chị là dân, chị chỉ có quyền lên lịch cho chính chị thôi, bớt ảo tưởng. Trước nhà báo Hằng Ni, ca sĩ Vi Oanh cũng lên tiếng cực khác. Ha ha, để tớ sắm vài cái chổi để quét rác nhá. Có gì để em livestream cho mọi người toàn cảnh, rác có chân, biết mò đến cửa nhà em nhé. Tất nhiên là em không cho vào, bẩn nhà, rồi nếu có đến em mới like được nha. Ngày 6 tháng 11, bà Đặng Thị Hằng Ni, tức là nhà báo Hằng Ni, đã có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Theo bà Hằng Ni, trước đó bà đã có đơn tố giác và đơn yêu cầu khởi tố vụ án
về các tội danh làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Hằng Ni tố giác bà Hằng đã có hành vi vi phạm, coi thường pháp luật qua việc liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream, đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của mình. Sau khi có động thái tố giác bà Phương Hằng tới cơ quan chức năng, thì rất nhiều người ủng hộ bà Phương Hằng thường xuyên gọi điện, nhắn tin vào fanpage cá nhân của tôi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí là đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình, bà Hằng Ni nêu trong đơn. Theo bà Hằng Ni, những phát ngôn và hành động của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật, cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi là nhà riêng và cơ quan để đi thăm, gặp trực tiếp, livestream, tặng hoa, kem chống nhục cho những người đã tố cáo. Trên trang cá nhân của mình, nhà báo Đức Hiển cũng đăng tải liên tiếp nhiều bài viết nhắm đến bà Phương Hằng. Ông dùng cụm từ đối tượng để chỉ đích thân bà chủ Đại Nam. Còn các bà bạn thân của nữ CEO thì liên tục livestream gào thét như đúng rồi. Nào là bà Hằng sắp đi tù, nào là bà Hằng sắp phá sản, rồi thì bà Hằng đã bán hết Đại Nam, trong khi bản thân thì ở nhà thuê và bị chủ nhà đuổi ra, bị chủ nợ tìm tận nơi, tố khắp mạng xã hội. Thiền Am cầu xin được bình yên, hứa không đôi co với bà Phương Hằng nữa. Sau những phát ngôn chấn động của bà Phương Hằng về Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhóm người ở đây rất hoang mang lo sợ. Gần một tuần qua sau khi bị hàng trăm YouTuber, người dân, hiếu kỳ vây kính tỉnh thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ, anh Hoàng Nguyên cho biết mọi người trong cơ sở này vẫn chưa hết hoảng sợ. Theo anh Nguyên, sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự riêng tư đối với gia tư của anh. Vào khoảng 7 giờ sáng, tôi đã thấy vài người đứng trước cổng Thiền Am rồi. Giữa thời điểm dịch bệnh, mỗi ngày Việt Nam vẫn ghi nhận vài ngàn ca mắc COVID-19. Tôi không hiểu vì sao họ có thể kéo đến tập trung đông người như vậy. Họ chĩa camera vào khuôn viên để quay, một số YouTuber còn leo hẳn lên hàng rào để livestream bên trong Thiền Am có gì. Đa số đều mang khẩu trang nên tôi chẳng biết họ là ai. Tôi nói rằng các anh xuống giúp vì đây là nhà riêng, làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Phía cánh cổng có hai ô trống để chúng tôi mở cửa, họ cũng chĩa máy vào quay. Tôi phải gọi điện thoại cho công an xã mấy lần để họ xuống giữ gìn trật tự. Những đứa trẻ ngồi trong nhà nhìn thấy đông nghịch người vây kính, quay phim nên đã sợ hãi và khóc la rất nhiều. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy, hé mắt ra cửa sổ, chỉ mong không có ai bao vây. Tôi cho đó là một ngày bình yên, Hoàng Nguyên nói. Lời hứa sẽ không đôi co với bà Phương Hằng nữa. Theo anh Hoàng Nguyên, thầy ông nội Lê Tùng Vân hiện tại sức khỏe đã yếu, ông phải nằm võng không đi đứng được. Qua sự việc của bà Phương Hằng, nhóm người thuộc tỉnh thất Bồng Lai cũng tuyên bố sẽ kết thúc câu chuyện lùm xùm tại đây. Từ trước tới nay, chúng tôi chỉ có hai lần phát ngôn chính thức qua đoạn video của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, lần nói chuyện thứ hai cũng sẽ là lần cuối cùng, bởi chúng tôi quyết định sẽ không đôi co với bà Phương Hằng nữa. Bởi lẽ, bà ấy nhỏ hơn sư phụ tôi mà dùng những lời lẽ rất khó nghe, Hoàng Nguyên nói. Như vậy, phía Thiền Am tuyên bố ngừng đôi co, điều đó có phải là kết thúc hay không? Có lẽ là hơi khó ngừng. Bà Phương Hằng nhắc đến nơi này không phải vì họ lên tiếng moi móc bà, mà vì bà được tiếp cận với thông tin về những sai trái nơi này đã làm. Bà lên tiếng là để vạch trần nó ra, để cho cha mẹ Diễm My có cơ hội tìm con về, cho bá tánh nhìn đúng bản chất những kẻ giả sư đang lợi dụng trẻ con để trục lợi. Nếu ngừng tại đây, sẽ vẫn có rất nhiều người u mê, chưa chịu thừa nhận sự thật, vẫn còn đó những kẻ giả dối và có thể tương lai những đứa trẻ sẽ tiếp nối con đường cha ông nó. Những gia đình khác sẽ có thể mất con gái vì u mê theo họ. Những ai ủng hộ Thiền Am này cũng nên ủng hộ ông Lê Tùng Vân và các sư cô, sư thầy và các chú tiểu đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch của mình. Coi như lời đáp trả đanh thép vào nhóm người nghi ngờ, đừng tìm cách lấp liếm, kẻo người ta lại nghĩ mình thấy sai nhưng ủng hộ cái sai ấy nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.